Tiếng đi mê game đành làm liều tại trạm xăng khiến nhiều người bức xúc. Lúc 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3 năm 2024, Công an huyện Gò Dầu bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Thành Tới, 17 tuổi, ngụ ấp Trong Vàng 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Công an huyện Gò Dầu tiếp nhận tin báo, khoảng 1 giờ 35 phút sáng 10 tháng 3, tại trạm xăng số 18 thuộc ấp Trong Vàng 3, xã Thanh Phước, anh HTT, 19 tuổi, nhân viên bán xăng bị một nam thanh niên đeo khẩu trang, che kín đầu điều khiển xe mô tô Honda hiệu Vision đã che biển số, đến trạm xăng dùng dao đe dọa, buộc anh T mở hộp tủ cướp tiền. Công an huyện Gò Dầu cử lực lượng đến hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Qua 2 ngày xác minh, sàng lọc, truy xét đối tượng, xác định đối tượng gây án là Hồ Thành Tới, lực lượng công an huyện đã bắt khẩn cấp Tới. Qua khám xét, công an thu giữ trên 12 triệu đồng, tiền đối tượng cướp được chưa tiêu xài, một xe mô tô và con dao gây án. Tại cơ quan công an, Tới khai nhận, do chơi game trên mạng bị thua số tiền lớn nên nảy sinh ý định cướp tiền để trả nợ. Biết trạm xăng ban đêm chỉ có một người bán, Tới mang theo con dao, đi xe mô tô đến trạm xăng thực hiện hành vi phạm tội, rồi chạy về nhà cất giấu tiền. Định vài ngày sau sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!